Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của mình nhé. Thì hôm nay có một chị khách gửi một cây quạt. Cây quạt hiệu Vinda nha các bạn. Đó. Thì hiện tại thì các bạn cũng biết là cái dịch bệnh phổi nó lây lan cũng nhiều đấy. Cho nên là sau khi chúng ta sửa đồ hay là chúng ta làm gì chúng ta cũng phải vệ sinh tay chân cho sạch sẽ nha các bạn. Thì đây nói chung là cũng nhằm bảo vệ cho chính mình thôi. Đây mình cũng đã chuẩn bị khẩu trang này. Thường thường mình sửa quạt hay này kia đồ, nói chung cũng bụi bặm nhiều nhưng mà mình ít có chuẩn bị khẩu trang lắm các bạn. Đấy, thì này mình cũng chuẩn bị khẩu trang. Đó, mình cũng phải đeo vô nha các bạn. Đây, mình sẽ đeo khẩu trang này. Đó. Đó. Chúng là có khi đeo khẩu trang thì nói các bạn nghe hơi không, không rõ tí nha các bạn, nhưng mà các bạn thông cảm nhé. Nói chung là khi mà sửa thì chúng ta sửa xong thì chúng ta cũng vệ sinh tay chân bằng xà phòng cho sạch sẽ. Thì cái quạt này thì ghim thử thì nó không có nguồn nha các bạn. Đó, thì mình sẽ tiến hành mình tháo ra thử. Đây, mình sẽ để cái quạt xuống đi, tháo ra mình kiểm tra coi nó bị đứt cuộn đồng hay là nó bị đứt dây nguồn. Nhưng mà đa số những cái quạt mà Winta này các bạn là nó bị đứt cái cuộn cuộn dưới đây này. Đó, các bạn thấy cái cuộn này nó bị cháy hết trơn này. Đây, thường nó bị cháy chưa, còn thấy là dây nhựa này câu cũng chưa, nhưng mà bị cháy hết rồi. Đây các bạn thấy không, cháy này, cháy mà còn sợi dây ra luôn này. Đó, thì không biết các bạn thấy rõ không. Đây các bạn, đây bạn thấy là chơi cái này này, cái sợi dây này này chứ cũng có thể là đã có sửa rồi nè. Sợi dây cháy nè. Giờ là nó có hai cái phương án để các bạn xử lý cái quạt này. Một là các bạn thay luôn cục máy này. Đó, các bạn có thể các bạn lấy cục máy khác các bạn thay vào. Hay các bạn có thể thay cái cuộn đồng này thôi. Đây thì đây mình sẽ tháo ra cuộn đồng này thôi. Đây mình coi coi mình có cái cuộn đồng nó chiều dày nó giống gì không. Mình tháo cái con ốc này ra nha các bạn. Con ốc dính với cái chức năng này nè. Món này rất là khó tháo. Đây các bạn, thì đây có một cái cục máy của cái quạt Senco. Thì mình sẽ tiến hành mình lấy cái cục máy này mình thay cho cái quạt này. Cái này là cái quạt Winta là cuộn nhôm. Cho nên mình lấy cái cuộn đồng này. Máy này còn cực kỳ ngon. Nhưng mà làm gì làm cũng phải đo kiểm tra lại cái. Này. Mình sẽ đo thử coi cái cuộn máy này nó còn sống hay là nó đã đi bụi rồi. Chung là dây nhựa cuộn đồng hay này kia đồ là còn ngon hết đấy. Mình sẽ lấy đồng hồ mình đo chở kháng đúng rồi. Dây đen với sợi dây màu hồng này 695. Sợi dây đen là sợi dây chạy các bạn, sợi dây hồng là sợi dây đề,
695 này. Để đồ cho các bạn dễ thấy nè. Đây đi. Đó. Ok. Đây sẽ dây màu xanh này. Đen với màu xanh 500. Đen với màu vàng 461. Đen với màu trắng 392. Rồi. Này là thường thường những cái cục Senco này nó bao giờ nó đứt lắm rồi. Cuộn đồng cực kỳ nặng, còn cái này là bằng nhôm này. Còn cái quạt cũ nó là nó bằng nhôm đấy. Rồi, mình sẽ tiến hành mình thay. Mình sẽ tháo cái cục của cái cuộn cũ này ra nha các bạn. Này. Thì mình sẽ lấy kéo mình cắt ngang đi. Rồi các bạn cắt ngang sợi dây này bỏ nhé. Cắt ngang sợi dây này đi. Rồi, tháo ốc cổ ra. Xong em. Rồi. Ok. Đó, tháo ốc cổ ra, các bạn rút cái cổ quạt ra nha các bạn. Đó. Rồi. Đó, các bạn rút lìa ra này. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tháo ra, chúng ta lấy cái lồng và cánh quạt lại. Đây các bạn lấy cái lồng lại nhé. Đó, chúng ta sẽ tháo cánh quạt ra luôn. Đây các bạn tháo cánh ra. Đó. Rồi, xong chúng ta sẽ tháo khóa lồng ra luôn. Nói chung là chúng ta lấy toàn bộ lại. Chỉ có bỏ cái cục này thôi. Nói chung là đây có nhiều cục máy cho nên là khi mà có nhiều trường hợp đó các bạn. Đâu phải các bạn chẳng hạn như cái cuộn đồng này đi. Nó chiều dày của nó là khoảng 18 đi. Đâu phải cái cục máy nào mà các bạn cuộn đồng 18 các bạn lấy có chiều dày 18 đâu, có nhiều bạn lấy cái cuộn đồng 20 các bạn thay vô thì sàn thời gian hư nữa. Đây đây còn nhìn là biết cuộn nhôm chắc luôn. Đó, này là cuộn nhôm này. Đây các bạn thấy không? Nè, nè các bạn nhìn cái cuộn đồng của quạt Senco nó dày hơn nè. Tại vì cục này là 20 nè, dày 20 nè, dày 18 nè. Các bạn lấy cái dày 20 nữa các bạn thay vô 18 này. Nó chạy quạt hù hù thời gian hư nữa. Này là cuộn của cái quạt Senco chính hãng nha các bạn. Còn này là cái quạt Vinta, quạt thường thôi. Cầm cuộn nhôm rất là nhẹ. Đó. Rồi, thì mình sẽ tiến hành mình thay vào. Rồi thử đi em. Bây giờ à đúng rồi, hư công tắc với cái cộng dây nguồn. Ở nhà tháo ra chơi gì nè hả? Mình thay cái cổ, mình gãy cái cổ. Dạ. Yeah. Cái này anh có cắn liền em không? Cái này nè, nó cắn sai không? Không, anh không có đi. Coi em cắn sai được, em bẻ không được. À, này cắn sai rồi. Mấy cắn liền em được không? Cái này xíu mình gãy nó. Cầm giùm anh. Đây các bạn, đây là cái cục máy quạt Senco mới của mình ha. Còn đây là cái cục máy quạt cũ, cuộn nhôm bỏ qua bên. Chung thôi các bạn để hồi lộn. Dây này, cái này dây trắng này. Dây này dây đen mình mới cắt. Này nó cũng có 5 sợi này. Dây này cũng có 5 sợi ga này. Rồi ok. Ê nhỏ khóc rồi sơi. Đó, giờ chúng ta tiến hành chúng ta gáp vô nha các bạn. Đây.
mình sẽ lấy dây mình gáp đi trước nha. Này các bạn dặn siết nhẹ móc cổ vô, đừng có cho nó xúc cái đầu quạt ra nha các bạn. Rồi, ok. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu dây. Đây các bạn, giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đấu dây nha. Này, chúng ta lôi dây này ra dài dài lên chút đi. Rồi, ok. Các bạn sẽ cắt cái sợi dây này dài quá thì chúng ta cắt bỏ bớt nha các bạn. Rồi. Sau khi cắt bỏ bớt thì bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta đấu. Các bạn thấy cái dây dưới này nó có 5 sợi này. Đó. Sợi dây quạt cũ nó sẽ có 5 sợi. Rồi, sợi dây quạt mới nó cũng có 5 sợi luôn. Đó các bạn đấu sợi nào thì các bạn cứ dùng keo cách điện các bạn quấn lại luôn nha các bạn. Này mình sẽ cắt cái đầu ra 5 sợi trước đi. Một sợi này, hai sợi này, ba sợi này, 4 sợi nè. Còn cách đấu dây như thế nào các bạn thấy có những clip trước mình có hướng dẫn các bạn đấy. Nhưng mà cái này mình cũng nói lại luôn nha. Này là đấu từ 5 sợi sang 5 sợi. Thì các bạn cũng biết đường đấu nè. Màu đen cái này thì sợi dây chạy các bạn đấu qua sợi màu bạc đây nè. Đó, màu đen thì các bạn đấu với màu bạc. Còn những màu còn lại thì các bạn đấu với màu tương ứng với nhau. Này nó cũng không có khác nhiều màu cho nên các bạn rất là dễ đấu. Đó, các bạn cắt hết rồi nha. Rồi, ok, xong. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đấu dây. Nhưng mà các bạn cũng chuẩn bị sẵn cái cuộn băng keo cách điện thôi. Đây, mình lấy không? Chúng ta đấu đây các bạn, màu bạc với màu đen các bạn đấu hai sợi dây này trước nha. Hai sợi dây này là sợi dây chạy này. Đó, các bạn đấu thiệt là chắc đây nhé. Chúng ta đấu tới đâu thì chúng ta sẽ quấn băng keo cách điện tới đó luôn. Các bạn quấn khoảng 3-4 vòng cho nó đủ lớp cách điện đó. Rồi, ok. Xong rồi chúng ta sẽ đấu tới sợi dây màu hồng. Sợi dây màu hồng bên đây với sợi dây màu đỏ bên đây nè. Đó, sợi dây màu hồng với sợi dây màu đỏ nha các bạn. Còn nếu mà hai bên màu hồng thì các bạn cứ đấu màu hồng với nhau. Rồi, xong. Chúng ta quấn thêm 3-4 vòng nữa. Nói chung là các bạn quấn sao mà đừng có cho nó phủ cái sợi dây điện ở ngoài là được. Cái sợi dây đồng các bạn. Rồi, bây giờ tới các sợi dây số. Sợi số thì mình quấn sợi dây, mình đấu sợi dây trắng trước nha. Trắng là số 1 này. Nó trắng, mình đấu dây trắng này. Này, trắng thì mình đấu với sợi dây màu trắng. Rồi, ok. Chúng ta lại quấn thêm 3-4 vòng nữa.
Rồi. Ok, khá là chắc chắn. Xong tới sợi dây màu vàng. Màu vàng thì các bạn cứ đấu với màu vàng. Này cách thay cục máy từ 5 sợi dây sang 5 sợi dây, còn có nhiều khi thay 4 sợi dây sang 5 sợi dây hoặc 5 sợi dây sang 4 sợi dây thì các bạn cũng biết đường các bạn ấy. Có thể các bạn xem những clip trước mình cũng có hướng dẫn các bạn nhé. Tại sao mình quấn nhiều vòng như vậy? Vừa thứ nhất là đảm bảo an toàn, thứ hai là nó vừa chắc, nên khi các bạn lôi sợi dây, có khi các bạn lôi lên lôi xuống là nó bị đứt, nó bị giuột sợi dây ra đó. Còn sợi dây cuối cùng là sợi dây màu xanh, xanh lá cây với màu xanh lá cây. Đấy, rồi bạn quấn thêm nhiều vòng nữa. Rồi chúng ta qua thêm nhiều dọc nhưng mà rồi ok hết keo dục luôn. Rồi sau khi quấn xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ráp cái chức năng, ráp cái cần chức năng phía sau này, này. Đấy các bạn dặn móc này lại nhé. Khi dặn ốc này lại xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thử cái nha các bạn. Ta ghim điện chúng ta thử cái coi nó có quạt không. Đấy, rồi, ok. Xong. Mình sẽ ghim điện mình thử cái. Đó, mình đã ghim điện xong rồi nha các bạn. Giờ bấm nút thử nè. Giờ mình sẽ bấm nút thử nha. Số 1 này. Đó các bạn thấy giờ quạt nó quay ok các bạn thấy không? Trời nó quay đầu luôn kìa. Rồi ok, quá ngon. Cho mình đem dựng đứng cái quạt lên các bạn. Này. Đó, cho các bạn dễ thấy. Khi mà nằm thì nó đụng chạm cho nên là nó không có quay được. Này, mình bấm số 2 này. Đó, ok. Số 3 này. Mạnh hơn luôn, quá ngon. Cục máy Senco nha các bạn. Tắt đi. Rồi giờ mình sẽ rút điện, mình sẽ ráp từ các bộ phận còn lại vào. Rồi, giờ chúng ta sẽ cho hạ cái quạt xuống, chúng ta ráp từ từ vào. Đây. Các bạn ráp cái nắp màu xanh này vào trước nha. Đó. Giờ chúng ta ráp từ từ bộ phận vào. Đây. Đó các bạn dặn. Này lộn hay quá rồi các bạn. Này hay con ốc này mới đúng. Cái gì mà nó có ốc gần thừa với gần dày các bạn nghe. Găng gì mà các bạn như vậy dặn găng thưa vô là nó không vô. Tại vì cái quạt cũ nó là ốc găng thưa, còn cục máy Senco của nó là găng dày. Cho nên chúng ta phải gắp găng dày vô mới vô. Đó. Rồi ok. Các bạn siết vô nhé. Rồi. Xong. Tới cái phần này. Này thì các bạn lấy cái nắp này các bạn gắn vào. Xong rồi các bạn đấy các bạn tại vì có khi nhạc chuông điện thoại nó mà nó dính bản quyền cho nên mình kêu mẹ mình đi vô phía trong. Rồi ok, khá là ngon các bạn ơi. Quá ngon luôn. Cái quạt này giờ là quá ngon luôn. Cái quạt Winta nhưng mà gắn cục máy Senco. Hay bụi quá cho nên mình quét sơ sơ mấy cái lồng này cái nha các bạn.
chung là mình sẽ quét sơ sơ cho nó sạch một cái. Rồi, ok. Đó các bạn nhận xiết vào nha. Xiết chắc vào. Cánh quạt này cũng quét sơ sơ các bạn. Quạt này quá dơ rồi, này phải chùi bằng nước nhiều mới được. Đó. Ngon. Chúng ta dặn khóa lồng lên. Chúng ta dặn khóa cánh lại luôn nha các bạn. Đấy, rồi còn cái lồng này khá là dơ thì chúng ta cũng quét cho nó sạch một cái. Rồi. Tương đối. Xong các bạn gáp lại nhé. Chúng ta gáp cho cái chữ Vinta này nó nằm nó quay lên trên. Này các bạn thấy cái chữ Vinta này. Ta gáp cho nó nằm quay lên trên nha các bạn. Rồi, xong. Giờ mình sẽ tiến hành thử cái quạt các bạn xem một lần nữa. Đây, rồi. Cái quạt sau khi sửa xong thì nó như thế này đây. Tan, quá im. Ta ghi điện thử cho các bạn. Đó. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bắt thử quạt này nha. Đây. Bắt thử rồi, số 1 này. Wow. Quạt quá im luôn các bạn ơi. Mẹ cái đầu xích xuống chút rồi. Đó, quá ngon nha, quá ngon. Đây nó còn cái nút này. Gắn vào luôn. Rồi, ok. Thử số 2 luôn nha các bạn. Thử số 2 này. Wow. Khá là mạnh. Số 3 này. Quá ngon. Tắt đi các bạn ơi. Rồi, các bạn thấy không? Cực kỳ ngon các bạn không? Từ cục máy Winta cũng như